Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dô Tô Thái Nguyên. Video clip ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị và các bạn một mẫu xe hạng C, đời cao, phong dáng, hình thức đẹp. Đó là một chiếc Hyundai Elantra sản xuất năm 2019. Con này thì đã là cuối năm và lên form 2020 rồi. Máy 1.6 số sàn, xe đẹp chính chủ. Một con xe mà zin hết cả xe, từ nội thất gầm bệ, khung sườn, keo chỉ, máy số các bác nhá. Xe thì rất đẹp. Đấy, nên cái form 2020 này thì nó sẽ khác hoàn toàn so với cái form mà từ đầu 19 quay về. Đấy, lên form này thì toàn bộ phần cốp nó khác, đèn khác, và lên chữ Elantra ở giữa cốp luôn, cả miến lùi, rồi là toàn bộ đèn xi nhan, rồi là toàn bộ tổng thành từ cam lùi đầy đủ hết, lốp dép đẹp. Form dáng hình thức loại này thì miễn bàn luôn nhé, vì là loại này chạy khẳng định luôn là không bao giờ lo về lỗi mốt, vì nó quá đẹp. Toàn bộ từ tắp ly nỉ này cho đến toàn bộ keo chỉ zin hết, bạc bạ lên xuống này, rồi ra ghế, cửa gió, điều hòa sau, tổng thanh xe đây. Đấy, từ a phanh, từ lăng răng đúc này thì option nó rất là nhiều. Xe thì em cũng đã con xe này thì là dọn dẹp chi tiết hết rồi đấy, kể cả từ bạc bạ lên xuống móc này. Đấy, dọn toàn cốp zin hết này, đinh bấm này, đây, phần ốc cốp sau này, đây, ốc zin, ốc zin, keo chỉ zin, toàn bộ lòng máng zin, lòng máng zin, rồi toàn bộ phần gầm, ôi trắng nõn luôn, đây, đấy, toàn bộ từ phần táp ly, cửa sau bên phụ. Đấy, con này cua lốp của nó vẫn là cua lốp zin, cua lốp nỉ zin nhé. Nguyên bản dòng này nó sẽ, cái này nó sẽ nỉ này. Đấy. Từ bạc bạ lên xuống này, cột kéo bản lề và từ gioăng cửa. Loại này về các bác vừa chạy gia đình, vừa chạy dịch vụ xe hoa cưới hỏi là đẹp luôn. Vì form dáng hình thức của cực kỳ rộng rãi, con này vẫn đủ hai chìa zin này. Đấy, hai chìa zin theo xe. Thì củ số này bao ra cần số cho đến toàn bộ mặt táp lô. Nó đẹp như này, bạc bạ lên xuống này. Đấy. Cột kèo bản lề zin hết nhé. Cái này xi nhan nó sẽ nằm ở dưới cái phần đèn, tưởng chừng như là đèn gầm đấy, không phải nhé, đó là đèn xi nhan đấy. Đó, đèn trên thì đèn bi, loại này siêu sáng rồi. Đấy, toàn bộ máy thì zin từ dàn cò, máy zin từ lắp dàn cò luôn, thân máy đây. Đấy, đầu sắt xi này, cho đến toàn bộ phần ụ giảm sóc, phần tay, phần ốc cabo này, keo chỉ cabo, toàn bộ côn số zin. Form cuối 2019 đã lên của form 2020 rồi đấy, mép chỉ cabo zin hết, máy zin, số zin, toàn bộ côn số nhẹ vẫng luôn, loại chạy thích lắm. Form dáng hình thức đẹp, loanh quanh hơn 300 triệu, chưa đi 400 triệu mà đời cao, toàn bộ hộp salon và đường sơn sần này. Đây, phần gầm này, cho các bác xem phần gầm xe này lúc nhé. Đây, toàn bộ phần gầm này. Đó. Toàn bộ tổng thanh về phần gầm. Đến nội thất này và từ củ số các bác nhá. Đây. Đấy, táp ly cửa lái này, cho đến cột kèo bản lề này, toàn bộ cột kèo bản lề, rồi phần nỉ sàn nhé, đây, nỉ sàn này, bàn chân phanh, chân côn và chân ga, cùng với lại bánh vô lăng tích hợp này, đấy, cổ số đây, xe đẹp lắm, toàn bộ bãi thì tay này. Form dáng hình thức cho loại này thì các bác thấy toàn bộ tổng thành option nhiều, form dáng thiết kế quá đẹp với những cái đường gân theo xe này, thân vỏ mỏng keng luôn. Đấy, vậy thì với cái tầm tiền mà loanh quanh dưới 400, các bác muốn tìm một con đời cao, form dáng chức đẹp hạng C thì đây là một sự lựa chọn hợp lý. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em hoặc đến một trong hai cơ sở của Mạnh Dô Ô Tô Thái Nguyên các bác nha. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video clip và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.